Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bacon Thành. Các bạn đã bao giờ gặp người đẹp trai nhất thế giới này chưa? Đây đây đây, cho các bạn xem người đẹp trai nhất thế giới. Đến kia đấy, quá đẹp trai đúng không? Ngày hôm nay bọn mình sẽ thoát khỏi người đẹp trai nhất thế giới ở trong Roblox. Xem tụi mình có thoát được không nhá. Lần trước tụi mình đã thoát khỏi cái đầu kẻ cực kỳ là ghê gớm rồi. Hôm nay thì mình cùng ốc sẽ thoát khỏi những cái đầu đẹp trai không biết đẹp trai thật không hay là sống như ma như quỷ luôn. Còn bây giờ thì các bạn đừng quên bấm nút like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo nhá. Còn bây giờ đi thôi. Ui ốc ơi, ở đây anh thấy chả có đứa nào đẹp trai mà toàn thấy xấu như ma như quỷ, đẹp trai khỉ gì đâu. Ông này thì có con sâu ở trong tai, ông này thì có quả mũi to mồm méo. Mồm méo môi hồng giống như ông. Sao không phải, bên này có quả mũi to. Ui, ông này bảo là giúp tôi với kìa Bê Quý Thành ơi. Ông này người yêu ốc trái tim tình yêu. Yêu kinh thế. Ôi ông này là quả tóc như kiểu là cái chổi đâu, chổi chổi rơm á. Đây ông này là Bê Quý Thành đeo tai nghe chơi game. Quá chuẩn luôn. Răng vàng khè. Anh đeo tai nghe làm gì giống ông đấy đâu này. Các bạn nhìn thấy giống ông là sao mà giống. Làm giờ để Ui, ông này đây này Bê Quý Thành ơi. Đâu đâu đâu. Đây có một ông ở dưới này này. Đâu chỗ nào chỗ nào. Đây này step 1 đây này. À ui ông này. Chúng mà một rồi bây giờ chúng ta sẽ thử thách gọi là trốn qua những cái người này đúng không? Đúng rồi. Vuốt cái tóc cái để cái gì chúng mà nó bị Rồi bây giờ thử để nó bắt cho chuyện xảy ra. Ui. Nó dí mặt rồi vì nó cắn mình hẹo đó. Ê bà chạy đây đi Bê Quý Thành ơi. Ok anh sẽ chạy qua. Ôi giời ơi, bạn làm sao bắt được tôi? Nhớ đứng vào checkpoint. Đây cũng có này. Ôi, đây là người ở trong hòm này, ốc này, trông mặt kinh thế. Help, cứu tôi với. Ôi, thằng nào đấy? Nhìn trông không đẹp trai đấy. Trông cứ tưởng là cái ảnh dán trên tường anh rồi, nó đuổi mình thật. Chuột, chạy đi Bê Quý Thành ơi, chuột. Con chuột giả thôi ốc ơi. Ủa? Đâu phải chuột thật đâu. À đấy à? Ui ốc đúng là nhát gan nhát cái. Con chuột sợ quá, mình sợ con chuột lắm các bạn. Cẩn thận ơi. Rơi xuống cái dung dịch màu xanh là em sẽ biến thành cái ông gọi là mặt xấu xấu bẩn bẩn đấy. Không đâu. Ok. Em là người xinh gái, xém nữa thì trở thành hoa hậu xóm. Đây đi 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 theo mũi tên này, anh nghĩ chắc chắn là hợp lý. Ô, cái mặt buồn cười như kìa. Cái gì vậy? Ui chạy đi ông hả? Yêu, mới chỉ chạm xương xương thôi nhá, chưa phải chạm nhiều đâu. Thiệt rồi, lại bị cái con kia làm bắt cày thế nhở. Mũi tên á, mũi tên nào ta? Đấy, có mũi tên này. Đấy, chạy thẳng đi ốc, đúng rồi, chạy thẳng đi. Chạy thẳng. Đánh vóc, thấy được đường ra không ốc? Đường ra có thấy. Thấy okay. Là đường ra cứ nhìn thấy mấy cái bậc màu hồng ở xa xa là thấy. Ok, nhảy đi. Xa thế sao ốc nhảy được? Hả? Cái này xa sao mà nhảy được? Em nhảy được mà. Yêu Bê Quý Thành rốt thật đấy, rốt và nát. Đợi cái này lên bảo sao. Nãy ốc chẳng bao giờ phải đợi, ốc chạy quá nhanh luôn. Đi bây giờ nhảy xuống hầm này Bê Quý Thành ơi. Đây là ai đây? Bạn của tôi đã đi xuống đó rồi. Và tôi đã không gặp bạn của tôi trong suốt 20 năm. Thế nên là mình bị mắc kẹt đấy Bê Quý Thành ơi. Ốc xuống đi. Và bạn ốc của tôi bây giờ cũng thế. Tôi cũng không thấy bạn ốc tôi 20 năm rồi. Ui sợ quá. Yêu, vừa mới nhảy xuống. Rồi nhảy xuống đi các bạn. Ui, dưới này toàn là gì đây mà. Tự do rồi. Mình đã thắng ván 1 trước Bê Quý Thành rồi. Tự do, anh cũng tự do. Anh tự do cái gì. Vào luôn, stage 2. Thế hả? Đúng rồi, đây stage 2 này. Ôi, những khuôn mặt quen thuộc mặt cực kinh luôn. Rồi, cái gì kia? Hả? Cái gì ấy? Mặt con gì đây? Mặt con heo ốc, kinh quá. Mặt con heo ốc, cái đầu anh á. Ôi, các bạn nhìn thấy cái đầu kia nó vừa quay lại nhìn mình thấy không? Giống như trò chơi con mực hả? Đúng rồi, trò chơi con mực. Ok, hiểu rồi. Trời ơi. Nó có quay lại. Đừng để anh ấy nhìn thấy bạn, không là bạn đi đấy. Đi cửa nào Bê Quý Thành? Đi đến cái đầu của nó kìa. Hay là phải chạy một mạch từ đấy luôn. Đúng rồi. Ảo thế đấy, ốc chơi bẩn. May quá là mình đứng lại. Mình cũng đứng lại kịp lúc. Yeah, thắng rồi. Yes. Trò chơi con mực làm gì làm khó được Bê Quý Thành. Chúng ta phải leo lên à. Đúng rồi. Ở đây có tivi. Ô quả máy tính. Trông kinh quá các bạn ơi. Ôi em thấy con ma trong đường ống là sao mà em đứng yên như đứa điên đấy. Đúng rồi, anh nhìn xem phải mà xem. Đâu.
Đấy, con nhìn ra được ông ấy. Đó là nhìn thấy con ban điên trên cao nguyên đang nhìn mình. Ô, thế, ô cái gì ấy? Cái gì vừa chọc chết quẹo? À, con này nó dám thở ra laser, nó đánh chết anh ông ơi. Ờ, anh rốt thật đấy, baby Thành ạ. À. Ok. Nó lừa anh ốc à. Chỉ có những đứa ngu mới dễ bị lừa như thế. À, sao đã bày đứa ngu. Ui, những cái cột này, những con mắt à. Ê hồi, kinh quá. Sợ gì mấy cái mê đứa cung, này. Mê sợ cung. Gì. Mê cung trong suốt, chả có gì khó. Mê cung, mê cung. Ui, em bê huyền ơi, mấy ông xấu xấu trai này kết hợp với ông kẹ môi hồng à. What? À, rơi xuống vũ trụ rồi. Ông kẹ môi hồng, mặt trời khóc nhẹ chết hiu. Đấy cơ, kết hợp với ông kẹ môi hồng. Ui, bên dưới nè, rơi, à, rơi xuống pha, à, ông rơi. Ông rơi hai lần rồi. Ờ, ông ngủ thật. Khó phết đấy, dễ trượt chân lắm, kiểu có như đầu đâu? Ông này tròn ấy. Có gì đâu, dễ mà. À, rơi xuống pha là ông kẹ ông nhai người luôn. Ui, ông kẹ. Ông kẹ sang tận đây. À, con mèo. Mèo 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 mèo. Trần Đức Bùa. What the hell. Đó, ok. Đi qua checkpoint á, cẩn thận bị. Ui, con này là chuyên nhả ra cái này luôn. Cực kinh ốc ạ. Con mồm, nào mồm to như mồm em uống trà sữa. Ở đây có con lừa này bên cạnh. Con lừa. Nhìn vượt cười con lừa chứ. Lừa này bị làm sao á. Ô, nó bặm, nó thở ra. À, nó ị ra cái gì á. Ui. Cái gì đấy? Nó ị ra cái gì ốc ạ? Chúng trưởng đấy đi luôn. Ôi trời ơi. Úi rồi. Nó ị ra như kiểu là một cái trông á. Nó nhọn hoắt à. Bây giờ đi lên đây à? À, cái này có gì khó. À, ông kẹ nè, ông kẹ môi đỏ. Ông kẹ môi đỏ, ông làm gì đấy? Ông kẹ này đánh son màu cam san hô. Ông kẹ này có nhâm nhà hạt nhô đâu mà ông đứng ở đây. À, ông kẹ hôn. Ông kẹ hôn vào em chết rồi. Ông kẹ hôn vào ông à. Và từ đấy ông đã trở thành người yêu của ông kẹ. Các bạn làm chứng nha. Ông yêu ông kẹ rồi. Ú, con này to quá rồi dai. Anh bảo trên này có con cực kỳ luôn. Lại bị ông kia hôn, vậy là ông đang có hai người chồng ông kia. Yêu. Ô, con kia là con gì em? Mario, phiên bản cực ngố. Ảo thật đấy. Ốc. Ốc gà thế. Ê, ê, chạy đi, chạy thẳng ra qua mà. Ok, qua đây. Rơi rồi, đến cái cầu vòng rơi. Đúng là đồ dở hơi, đến đây còn rơi. Đồ ăn hại. Đây đi ai, qua đây cho xem trên kia có mặt con gì đỏ ngòm à. Lại là mê cung này. Mê cung này thì đừng chạy lung tung. Mê cung này giống mê cung kia à, nhưng mà màu đỏ các bạn ạ. Ông em đâu rồi, có mấy thằng đầu tóc lơ thơ trông như đứa ngáo ngơ đuổi bắt anh qua luôn. Ông bị nó cắn à? Không. Đây ốc kia là ốc ngốc ngốc kia rồi các bạn ạ. À, tí đi. Không bao giờ đi. Ok. Ồ. Ồ. Cái chỗ này, à đây rồi, nhảy được rồi các bạn. Chạy đi, bỏ xa ông đi. Trời, tao lao thật, em ở ngay sau anh này. Con gì? Ông ơi, người yêu em này à. Không, em không đi vào đấy đâu. Người yêu em nè, một bầy luôn. Ồ, đây có con gấu. Đây có con mèo. Anh đi đúng rồi, em đi sai. Ui, cái gì đây? Trong mặt bọn đấy kinh thế. Ôi, chạy đi các bạn ạ. Không là nó cắn vào phát thì chết nhăn răng. Đây rồi, anh xuống rồi. Có, ui, ông kia đeo kính à? Help. Cái gì vậy bạn ơi? Răng như răng ốc này. Bây giờ làm sao? Mình thắng rồi, yeah. Bê Quy Thành chẳng biết chơi các bạn. Anh thắng mà. Anh thắng cái gì? Em về đây trước anh thì làm sao anh bây giờ... Kìa kìa, con ma tao lao chưa? À, mà đèn. À. Ủa, gì ấy? Có đèn nha, chúng ta dùng được cái đèn nha. Tìm cái chìa khóa. Tao okay. Sử dụng nó để thoát khỏi đây. Ok luôn. Ok, cái ông này ông chỉ mình chơi à. Đây, có đèn pin này ông này. Ra. Đi bắt ma trong rừng. Ủa, trong rừng toàn ma thôi ông ạ. Chìa khóa đâu? Ui, mấy con ma xấu như quỷ luôn. Xấu như ma cấu. À, lấy được chìa khóa rồi. Chìa khóa đâu ấy? Ờ, đây. Ơ, em không thấy được chìa khóa. Không. Em không thấy không? Không. Anh có chìa khóa trong tay rồi đây này. Ủa, chìa khóa đâu vậy? Ờ, nãy em đi qua không nhặt được à? Em phải quay lại thôi.
chỗ này này có cái chìa khóa này. Đây là đó. Đấy. Ờ đây rồi, đây rồi. Ôi giời ơi. Ảo thật đấy. Chỉ vì về chỉ ông mà ba hai con ma mồm răng vàng khe để đuổi anh. Anh chạy đây ông ơi. Ông bị em bé đuổi. Mấy người đấy đuổi hết Bê Quy Thành rồi, chả ai đuổi mình nữa. Đuổi tôi à, đúng thế này. Đường ra chỗ nào đây? Đây rồi, mũi tên ở đây rồi. Đừng đuổi tôi nữa. Đông vai. Đông vai cả trường. Mà đuổi hết Bê Quy Thành luôn. Mình đi lên rồi. Lắm ma quá. Đây rồi ông ơi. Ông ơi, bạn áo hồng ơi. Bạn áo hồng ý chồng ơi, đây đây. Cái gì vậy bạn ơi? Ok. Oh yes. Đơn giản thế. Ôi trời, đơn giản quá. Thế có bạn áo hồng nữa à? Ừ, có một bạn áo hồng. Oh. À, chúng ta đến với stage 4. Đây, tối thế. Rồi xuống đấy xã hội à. Này, xem ai về đích trước. Cứu tôi với. Ui hồi, cái gì đây? Cực kinh mà. Ui, trên tường vẽ cái gì ốc ạ? Em đi đầu bên đấy đi, em đi đầu bên này. Không, chỉ có một đầu là đúng rồi. Thằng mùi dài. Dí bên này. Ông bị mùi dài cắn. Đi nhầm đường rồi ông ơi. Ôi trời ơi, bên anh ơi, em bị phân thân chi thuật. À đây rồi, rồi. Tưởng mãi là không phân thân chi thuật. Em đâu ông ơi, em đâu. Đây đây, đi bên này mới đúng ông ơi. Đi bên nào đấy? Đây, bên phải, giáp phải. Đây, đi theo hướng mũi tên đúng rồi. Đi theo hướng mũi tên là chắc chắn mình sẽ thoát. Đúng rồi, ông bị ông mũi dài cắn vào mông mà. Trời ơi. Ông mũi dài ở đây. Ông ơi, em đâu? Em đây. Đây, nhìn đây ông, đây. Đây rồi, đây rồi, đi đâu ấy, chỗ nào ấy? Thằng mũi dài đuổi em. À, đi đường bên nào bây giờ? Đấy, đi thẳng. Mũi tên này, mũi tên màu xanh đây, đây. Toàn mũi dài, mắt lác thôi. Ôi trời ơi. Ô, có một bạn kìa. Mấy bạn luôn, mấy bạn. Đúng rồi, mấy bạn luôn. Ôi, ôi. Ông ấy chết ở đây rồi, anh phải làm lại. Anh làm lại đúng rồi, em đã thắng. Không thể thế được. Ui, lại ông nào đây? Đợi anh với. Ông tới đâu rồi? Cay thật đấy các bạn ạ. Làm anh phải chết nhân răng, anh chạy ngược lại. Ôi, đứa nào nằm vật ở đây? Bên cạnh nhìn thấy cái bậc màu xanh nhảy lên nhá. Đi nhảy đến đấy còn thua. Ai biết được, tự nhiên có con nó đi, nó đứng dọc người anh không nhìn thấy. Đấy rồi, sắp tới chỗ ốc rồi. Đừng để bị bắt các bạn ạ. Đúng rồi, đuổi bạn kia đi, đuổi bạn kia đi. Đây rồi, cái bậc màu xanh đúng không? Đúng rồi, lên đi, lên mãi đi. Ok. Magic ảo thuật à? Magic đấy. Ôi, ông này ông bảo cái gì đâu? Ông này ông bảo là cố gắng mà vượt qua đây. Đừng để bị chết, chết là ngu phết đấy. Phải thể hiện tình yêu với những vị thần. Vị thần à? Vị thần gì? Trông ông vị thần đẹp trai. Đi đứa đàn này, ok, cái này có gì đâu mà khó. Cứ đà này mình sẽ thắng Bê Quy Thành. Ui xui, lại rơi rồi. Đồ ngu. Cứ đà này mình về đích trước ốc rồi. Cứ đà này mình sẽ thắng Bê Quy Thành thôi. Ốc tới đâu rồi mà ốc và thắng được anh. Tới đích rồi. Cái thế à? Cái chỗ đấy em nhảy chả chết tí nào luôn á, Bê Quy Thành à. Ai ui. Mình anh nhảy ngược lại rồi sao? Đi hướng nào đấy? Đi hướng nào? Em không biết. Đây. Ơi, nhảy ngược lại à. Đi ngược lại. Đây rồi, ốc ở đây đúng không? Ông mất thời gian đây đúng không? Qua luôn. Đâu rồi, ốc đâu rồi? Ai à, ốc lên kia rồi các bạn ạ, ốc ghê thật. Anh đang đuổi ốc, ốc kia. Ôi, Bê Quy Thành nó chỗ ông kẹ rồi á. Nhanh vậy. Ông kia. Ui, con lừa nó ị ra cái trông giết em.
Ok, ốc tới đâu rồi? Anh sắp đuổi được ốc rồi. Không cần đèn luôn. Ôi, anh cũng bị ông ạ. Nguy hiểm mà. Thế còn đi được chịu rồi. Yeah, mình đã thắng Mai Quy Thành. Khả năng obby của mình là đỉnh cao. Nhanh lên Mai Quy Thành, mau đến với Big Spot. Big Boss đâu đâu, anh tới đây, anh đang chạy rất nhanh như đi riêng trên cao nguyên. Nhanh lên, Big Boss to quá rồi anh ơi. Đây. Khẩn trương lên, nhanh lên, nhanh em đang chờ đây này, Big Boss đây là đầu to ba mét luôn. Ui, sợ yes. Quá. Nhanh lên, Big Boss bắt lồi, đang thả bom mắt đây này. Đâu, anh chiến thắng rồi, yên chiến tâm. Chiến thắng cái gì, người ta chiến thắng từ 18 tỷ năm Big trước Boss rồi. Big Boss là ai? Đây. Đây là boss ở đây, đến băng trùng cuối thế giới, gọi là cái nổ mắt nổ, tránh ra. Đi thẳng đi, đừng Big để... Big Boss đang làm rơi mắt. Big Boss, Big Boss rơi mắt à? Thôi, né mắt của Big Boss ra. Né ra, mấy đứa nào mà bị xui lắm. Ồ, nhảy xuống dưới đây à? Detroit hit là ui, gì? Nó ném thịt, ui, ném thịt. Thịt đâu, trái tim. Trái tim á? Ừ, trái tim nổ, ui, ốc vừa bị nổ à? Không. Nó bây giờ nhảy xuống dưới đây có chết không? Chết đấy. Ờ. Có thấy bạn nào nhảy đâu? Ờ, Big Boss đang mất máu, chả làm gì nó mất máu vậy. Sao Big Boss lại mất máu? Ui giời. Ghê trưởng ghê lắm các bạn ạ. À. Bất ngờ thật. Ui ôi, con boss trông mặt cực kinh luôn. Né ra, đừng để bị hy sinh, đừng để bị dụng. Ui tí thì trúng. Đứng. Bê Quy Thành trúng à? Chưa. Rồi mắt mồm laser nhảy kìa. Ai dồi ôi. Khó đấy, đại chiến boss. Ơ làm sao đánh được nó nhỉ? Ừ, sao đánh được nó hay vậy ta? Ui. Ôi, nó thả đệ tử xuống. Vừa đệ tử vừa nổ luôn. Đệ tử, cái thằng kia sao có đuổi tôi. Đuổi ông kìa kìa. Nó mất máu tiếp rồi nhỉ? Ừ, nó không tiêu diệt được mình, nó mất máu sao á? Cứ né ra, đừng để nó tiêu diệt. Đúng. Chạy đi. Anh hồi lại được máu rồi. Ui, lại chỉ bị laser ở mồm hay ở mắt nó ấy. Cực trời kinh ơi, luôn. Mất máu rồi. Tại cái laser nó cũng phải to đấy. Ờ, to mà. Cái mảng ấy nó hơi to đấy. Nó lại xuống. Ôi, sợ anh né quá hay. Ui, luôn. Ôi, mình lại không né được. Cay thế nhỉ. Ốc sắp hy sinh các bạn ơi. Toàn xuống. À, nó thả đi tử xuống. Sao nó cứ đuổi Mê Quy Thành thế? Mê Quy Thành có làm gì nó đâu à? Bạn ơi, bạn đừng đuổi tôi nữa. Tôi biết tôi khi nó thả trái tim xuống, mình phá hủy trái tim là mình làm nó mất máu. Thế à? Ừ. Gì vậy trời? Ông gần đi. Ông gần đi, ông tìm máu ơi. Ngồi máu đi, trời ơi. Chết rồi, các bạn nhìn máu của ốc này. Rồi xong luôn. Cố gắng giữ máu ốc ạ. Không giữ được đâu. Ốc không hy sinh đạn rồi. Đạn dày đấy. Chết tôi rồi. Ốc chết queo rồi. Phá hủy trái tim của nó đi. Phá hủy trái tim đi. Ok, trái tim mất máu chưa? Nãy giờ anh không biết, ốc bảo anh mới biết. Nắm đấy. Mắt rơi hết cả mắt ra rồi. Thằng ba mắt rơi lắm mắt quá. Ui cái gì vậy? Ui. Nó đi qua 4 lần luôn mà. Gần hết máu luôn rồi. Nguy hiểm quá. Cẩn thận. Ui, mắt nó rơi nhanh nhá, không kiểm soát được luôn á. Nó bay đến kia rồi. Sao nhiều thế? Nhiều thế, lấy trái tim nó đi. Ok. Phá hủy nó, tiêu diệt nó mọi người ơi. Mọi người ơi, đúng rồi. Thế rồi, laser. Thắng rồi. Yeah. 500 anh em chiến thắng rồi, đã tiêu diệt được con boss trùng cuối rồi. Yeah. Về đi thôi. Thoát khỏi thế giới bị hacker nhập rồi. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay, Bê Cụ Thành Cụ Ốc đã chiến thắng được những cái khuôn mặt cực kỳ đẹp trai ở đây. Toàn là người yêu của Ốc các bạn ạ. Cái gì vậy? Và nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh để bây giờ xem quảng cáo nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Toàn là bạn của Bê Quy Thành thôi. Rồi bye bye. Rồi xuống đây chích quẹo rồi, bye bye nha. Bye bye, mình đang đến stage tiếp theo.